Và vị trí quán quân cũng là người sở hữu sức mạnh kinh khủng nhất chính là Omnipotent Sans, hay còn gọi tắt là Omnisans. Thật ra có rất nhiều ý kiến cho rằng Aero44 mạnh hơn Omnisans. Nói về tính cách thì Omnisans thực sự không có tính cách gì quá rõ ràng và nổi trội, mà thay vào đó anh ta chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình và chỉ có thế. Tên thật của Omnisans là Ares và anh ta có 4 anh em Omni khác là William, Adam, Jacob và Delius. Mặc dù Omni không có tính cách rõ ràng nhưng dưới cái tên Ares thì anh ta lại được khắc họa về mặt tính cách khá rõ rệt. Ares là một người điềm tĩnh và cũng là người luôn động viên các anh em của mình. Omnisans có những sức mạnh thật sự là hết sức mạnh như chùm tia Omni. Nếu mà Omnisans bắn ra từ con mắt thứ 3 một chùm tia thừa sức giết bất kỳ sinh vật nào dính phải, và chùm tia này chỉ kết thúc khi Omni nhắm con mắt thứ 3 lại. Sự hiện diện của Omnisans cũng đã đủ để khiến cho các sinh vật tại nơi đó rơi vào trạng thái bị kiệt sức và khiến tất cả những sinh vật ở đó dù là đồng minh hay kẻ thù thì cũng trở nên vô dụng. Với tư cách là một Omni và là thần sức mạnh, do đó Omnisans có thể chạm vào Multiverse